ông nào ở Việt Nam đi cover lại cái content này này, triệu view không triệu view thôi tí. Cái này nhá, nó vừa được tính vào là hài hước, vừa được tính vào, à không, cái này nó là kiểu dạng về DIY. Thì anh em vừa rồi anh em sẽ thắc mắc là không biết cái content này có được rơi vào là DIY không, đúng không? Thằng này nó bảo là vào khi mà bạn vào nhà vệ sinh ấy, thì mở cái vòi nước ra thì nó hay bị ướt cái tay áo. Thế bây giờ là cái phương án để mà bạn mở vòi nước ra nó không bị ướt tay áo ấy, là nó cắm con mẹ nó cái ống tiêm này này, sau đó là cái nước bật ra ấy, nó sẽ đi ra cả hai bên. Ui, con tay này sáng tạo và đại. Ông nào ở Việt Nam đi cover lại cái con tay này này, triệu view không triệu view thôi tí. Cái này nhá, nó vừa được tính vào là hài hước, vừa được tính vào, à không, cái này nó là kiểu dạng về DIY. Thì anh em vừa rồi anh em sẽ thắc mắc là không biết cái content này có được rơi vào là DIY không, đúng không? Thì câu trả lời là cái content này không được rơi vào là DIY nhá. Cái DIY nó phải là cái nội dung mà tự tay làm nhưng mà phải có ích cho con người cơ. Còn cái nội dung này nó kéo có ích cho con người, cái nội dung này là kiểu dạng clip troll, cho nên là nó không có ích đối với cả là người xem đâu. Cho nên là cái này nó sẽ được đánh giá vào là nội dung là comedy nhá, là về hài hước nhá. Anh em lưu ý cái content video này này. Xem cái kênh thằng này nó có làm gì tiếp không. Ui, thằng này làm DIY nhiều nhưng mà có vẻ là toàn làm DIY vô kiểu vô dụng thôi anh em ạ. Xem tiếp một cái video khác của nó này. Anh em có thấy tôi đang xem cái content gì không? Có anh em nào mà đang ở nhà mà rảnh rỗi mà nghỉ dịch ấy, anh em làm ngay cái content này cho tôi, mẹ spy nguyên cái kênh này về là win chắc 100% luôn. Đỉnh vãi lìn ạ. Ui. Đây, nó vừa mới hôm qua anh em nào mà bảo là cái content nào mà không cần phải ra mặt này. Đây, cái này là cái mà không cần phải ra mặt đâu. Anh em cứ thế làm thế mà vui vui thôi. Xem tiếp một cái content của nó nhá. Bọn này nó mặn vãi đái luôn đấy. Kênh của nó là 6,6 vạn. Một chữ W này là 4 số 0. Tính ra của nó là bao nhiêu, được bao nhiêu view? 6 5 60.000 à? 简单介绍一下我家里的装备，这个是晚上九点回家用的，这个是四点，它还有反面，反面的话是十一点左右，这面一般用不着，就用过两次，效果可以。这个是十二点以后的，这个就比较狠了，我还没用过，仅供大家参考吧。以后找我吃饭的尽量十点之前结束，后边的我真有点承受不了。 简单介绍一下我家里的装备，这个是我普通的自行车需要脚蹬才能前进，容易把我们给累倒。儿子从小孩的扭扭车只需要手扶就能前进，非常的神奇。于是我就设计了这款扭扭自行车，只需要。哎，林，哎，他还忍他。前面我给大家试一下。你们嗨。可以看到速度非常快，非常锻炼我们的平衡能力。嗨嗨嗨嗨。喂 ，anh em có xem được cái kênh này không nhỉ? Đây này, copy luôn cái ID kênh cho anh em xem nhé. Đây nhá, cái content của nó đây. Chỗ mà làm cái này thì đỉnh cao luôn. Ui. Cái này là liên quan đến cháy nổ rồi nhá mọi người nhá. Video này là bị vi phạm này, liên quan đến cháy nổ. Luật ở Việt Nam là tất cả những cái gì cháy nổ như này là bị vi phạm đấy. Nói thêm với anh em một chút là tại sao mà TikTok ở Việt Nam nó nghiêm ngặt như thế. Là thứ nhất ấy, là TikTok hiện tại bây giờ vẫn đang bị gọi là các bác các ngành vẫn đang soi từ kiểu bộ chính trị các thứ, không nói lỡ một ý là từ các cái bộ ở bên trển xuống thì các bác vẫn đang xem. Ví dụ như là luật ở Việt Nam là cấm đốt pháo, đúng không? Thì thực ra là thằng nào mà làm đốt pháo cái năm vừa rồi mà ở trên TikTok ấy là các bác mẹ đến xử tận nhà.
là tại sao mà trong năm nay tao đã thấy video của mày lên TikTok rồi, tại sao mày lại được quyền mày đốt pháo đấy, bị vi phạm. Và thứ hai nữa là mấy cái mà liên quan đến súng ấm này, vũ khí này, mấy cái mà liên quan đến bạo lực này, thì các bác ấy sẽ xem là thằng TikTok này nó có phù hợp đối với cả là người Việt Nam không. Nếu mà bọn này mà nó mà vi phạm đến gọi là tuyên truyền văn hóa về đua xe lạng lách hay là về bạo lực học đường thì cái bọn TikTok này nó sẽ bị đào thải. Đấy là hiện tại bây giờ Việt Nam là vẫn phải đang để các bác để ý các bác cái soi. Cho nên là anh em xem nhá, luật ở Việt Nam ngoài đời như nào thì là lên trên TikTok cũng phải như thế. Ở ngoài đường anh em mình đi đường là phải đội mũ bảo hiểm thì lên TikTok cũng phải đội mũ bảo hiểm, không đội mũ bảo hiểm là bị vi phạm. Đấy, rồi liên quan kể cả là lạng lách đánh võng hay là đánh nhau chửi bới gì đấy cũng không được mang lên.